Sau tháng 10, chào mùa thu Hà Nội. Và hôm nay Trưởng lên sóng những mẫu xe đang được bày bán bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Để quý anh chị tham khảo qua màn ảnh và chọn cho mình những chiếc xe mình đang cần thì hãy alo trực tiếp cho em Trưởng theo số điện thoại trên màn hình để em Trưởng hỗ trợ tư vấn và giải đáp từng chiếc xe anh chị nhé. Và đến với buổi báo giá hôm nay thì rất là nhiều những mẫu xe gầm cao và sedan đang được chào bán bên em. Thì mời anh chị đi vào chiếc xe đầu tiên. Đó là một chiếc xe của nhà sản xuất Hyundai, Hyundai Elantra với bản 2.0 năm sản xuất 2021, xe lăn bánh 4 vạn km với ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem, một chiếc xe rất là mới với sơn zin còn khá là nhiều. Với điều đặc biệt của chiếc xe này thì anh chủ xe đã độ lên quá là nhiều đồ chơi anh chị nha, từ cam 360 màn hình ZTAC hay là một cục loa trầm hay là cam hành trình, thì rất là nhiều những đồ chơi đã được độ trên chiếc xe Hyundai Elantra này anh chị nhé. Thì chào bán bên em cũng chỉ hơn 500 triệu một chút, một mức giá khá là tốt cho một chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 chạy 4 vạn km anh chị nhé. Với một mẫu SUV tiếp theo của nhà sản xuất Honda, đó là một chiếc xe Honda CR-V với năm sản xuất 2020 bản L-Sensing. Thì chiếc xe chạy được 3 vạn 8 km với ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, sơn zin còn gần như cả xe và lốp theo xe cả dàn. Thì chiếc xe đang chào bán bên em với mức giá loanh quanh chỉ nhô 800 một xíu thôi anh chị nhé. Thì nếu như anh chị quan tâm thì hãy gọi điện thoại cho em Trường để em Trường hỗ trợ anh chị nhé. Với một mẫu sedan của nhà sản xuất Toyota, đó là một chiếc xe Toyota Camry với năm sản xuất 2017 bản 2.5Q anh chị nhé. Xe lăn bánh 6 vạn km zin, ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, một chiếc xe còn khá là mới và khá là ấn tượng trong phân khúc Camry anh chị nhé. Chào bán chỉ loanh quanh nhô 700 và mang biển số là Hà Nội anh chị nhé. Chiếc biển số này là bên em chỉ là biển tạm thôi anh chị nhé. Tiếp theo là một chiếc xe của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe. Với chiếc xe này thì sản xuất 2020 bản Premium phun xăng anh chị nhé. Với km đã chạy chỉ hơn 4 vạn km thì một chiếc xe còn khá là mới, với da lốp theo xe, sơn zin còn khá là nhiều. Chào bán chỉ hơn 800 triệu nếu như quý anh chị có nhu cầu thì hãy alo cho em Trường. Và toàn bộ những chiếc xe em Trường đang review thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước và máy móc keo chỉ, mọi cái trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Và điều đặc biệt của toàn bộ những chiếc xe là bên em sẽ không bao giờ làm xe lỗi anh chị ạ. Hãy yên tâm để lựa chọn cho mình những chiếc xe bên em anh chị nhé. Vẫn là Hyundai Santa Fe nhưng chiếc này là bản phun dầu, bản Premium phun dầu sản xuất 20 anh chị nhá. Xe chào bán loanh quanh chỉ 900 thôi anh chị nhá. Thì có bớt cho quý anh chị nếu như quý anh chị thiện chí qua trực tiếp bên em anh chị nhá. Một mẫu xe mà đang rất là hot trên thị trường và đang là một mẫu xe giữ giá nhất phân khúc SUV tầm trung, đó là một chiếc xe Ford Everest. Với chiếc xe này là sản xuất 23, xe chạy 6.000 km, mang biển số gốc Hà Nội, ngoại thất màu đỏ cam và nội thất màu đen, một chiếc xe siêu siêu mới anh chị nhé. 6.000 km thì là quá là mới rồi anh chị nhé. Chào bán chỉ ngoài 1.2 tỷ thì rẻ hơn so với xe mới khoảng 200 triệu rồi anh chị nhé. Và ngoài chiếc màu cam thì bên em còn một chiếc màu trắng, cũng là model 23, đã là bản nâng cấp có đủ cam 360 hay là radar rồi anh chị nhé. Thế nên là anh chị mua cũng khá là yên tâm về mẫu mã, về mẫu mới, mẫu cũ anh chị nhé. Thì cũng chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 1.2 tỷ và xe lăn bánh hơn 2 vạn km zin, mang biển số gốc thành phố anh chị nhé. Và với bên cạnh em thì là những chiếc xe mà bên em đã đặt cọc của quý khách hàng tin tưởng bên Auto 62 đã đặt cọc trước tiền và đợi ngày đẹp là bên em sẽ giao xe anh chị nhé. Một mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Prado của Toyota anh chị nhé. Đó là một chiếc xe của nhà sản xuất Ford Explorer với năm sản xuất của chiếc xe này là 2019, xe lăn bánh 5 vạn km, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, một chiếc xe còn khá là mới. Nhưng chiếc xe đang được chào bán với mức giá rất là tốt trong thời điểm hiện tại anh chị nhé. Chỉ ngoài 1.2 tỷ một chút mà anh chị có thể sở hữu chiếc xe Explorer
Với năm sản xuất 2019 thì quả là một điều đặc biệt, cũng chỉ ngang tầm tiền với một chiếc Everest và ngang tầm tiền với một chiếc Santa Fe. Thì đây là một sự lựa chọn có lẽ là cũng khá là tuyệt vời cho quý anh chị trong khoảng tài chính ngoài 1 tỷ 2 anh chị nhé. Khoảng tài chính hơn 600 triệu một chút, SUV gầm cao của nhà sản xuất Mazda, đó là một chiếc xe Mazda CX-5 với năm sản xuất 2018 bản 2.5 số tự động một cầu. Xe lăn bánh được hơn 5 vạn km một chút, ngoại thất màu xanh, nội thất màu đen và chiếc xe còn khá là mới. Và với đồ chơi thì lên quá là nhiều đồ chơi anh chị nha. Thì chào bán bên em với mức giá chỉ hơn 600 triệu và mang biển số gốc Hà Nội. Thì nếu như quý anh chị có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại cho em Trường. Em Trường sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp anh chị nhé. Tiếp theo đến là một mẫu SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Kia, đó là một chiếc xe Kia Sorento. Chiếc này được sản xuất năm 2016, chạy 7 vạn km và chào bán chỉ hơn 500 triệu. Có ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem với năm sản xuất 2016, nhưng nếu như chạy 7 vạn thì là một chiếc xe khá là hiếm trên thị trường anh chị nhé. Chỉ hơn 500 triệu thôi anh chị nhé. Với một chiếc tiếp theo là vẫn là Kia Sorento, nhưng chiếc này sản xuất 19 bản thiếu, bản Dulux anh chị nhé. Thì giá lại rất là tốt, chỉ hơn 600 triệu thôi. Với km đã chạy cũng chỉ 5 vạn km anh chị nha. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Thì nếu như quý anh chị quan tâm đến chiếc xe nào bên em thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp anh chị nhé. Số điện thoại của em trên màn hình và đều được toàn bộ những chiếc xe mà em Trường review lên thì đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng và đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc kêu chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất và gầm bệ khung gầm là còn vô cùng là ok anh chị nhé. Và giấy tờ an ninh pháp lý thì chuẩn chỉ sang tên cho quý vị trong vòng một vài ngày là bên em có thể hoàn thiện được hồ sơ anh chị nhé. Hãy gọi điện thoại cho em Trường anh chị nhé.